Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ một like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu bạn tham gia một trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 4.000 đô la token slot này bạn. Thì chương trình này góp này dành cho 2.000 random cho 2.000 winner may mắn các bạn. Thì mỗi người nhận được 40 đô token, 40 đô các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần đi xem phần link mô tả dưới video mình mở link phong bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join chat kênh Telegram. Chọn ra con gấp kênh trailer luôn. Rồi các bạn chọn sao nè bạn. Rồi bạn mới đắp lên nè. Rồi các bạn chọn tiếp kênh trailer nữa nè. Sau đó bạn mới đắp lên nè. Rồi bạn bấm được continue. Rồi sau đó bạn follow Twitter nữa nè. Twitter này các bạn theo dõi nha bạn. Rồi sau đó bạn mới đắp lên nè. Bạn bấm vào continue. Sau đó thì quit Twitter nữa nè. Bạn like. Thích nè. Thì ta quit lên nè các bạn. Rồi sau đó bạn mới đắp lên nè. Các bạn bấm vào continue. Sau đó bạn follow minimum nè. Xe đi mâm thì bạn bấm vào follow, sau đó bạn đập lên continue. Sau đó boost consumer. Xin consumer thì các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy này các bạn. Gặp bạn bấm boost nha bạn. Chịp xíu rồi bạn bắt đập lên. Bấm continue. Chưa kỹ ta mình đã vút rồi mà sao nó không cộng điểm ta. Ok, mình lót lại trang các bạn. Nếu mình không cộng mình lót lại trang là cộng mình. Bếp xô. Ok, gì đi, chút nó cộng mình rồi. Rồi vút. Đây. Coi không tờ. Vào đây thì bạn bấm vút thôi các bạn. Rồi các bạn lướt gấp trang các bạn. Đâu rồi ta. Các bạn nhấp vào tôi không qua được người máy nè các bạn. Ok. Các bạn bấm vút các bạn. Vút xong thôi thì bạn mới đập lên. Bấm continue. Rồi tiếp tục. Vút con hu luôn. Hút coi hút chấm cc. Right slot. Đâu, vút chỗ nào đâu ta. Giờ đây thì bạn nhấp vào bao cảnh cùng, các bạn nhấp vào login Google các bạn. Các bạn vút mới được. Rồi các bạn copy cái từ slot này nè bạn. Rồi bạn sẽ chép bằng backup đi. Rồi các bạn gõ vào từ sạch này các bạn. Đi sạch nè. Ui là nó quay quay. Rồi sau đó các bạn nếu mà các bạn nhấp vào đây rồi các bạn dán cái tên mã token đó các bạn bấm vào một vút nha tất cả các bạn. Đập lên, bấm continue luôn. Rồi, tiếp vào vút con tulip nhấp vào thôi. Mà này cũng không quan trọng cho mấy. Rồi, các bạn bấm vào ấy. Làm coi. Một mũi tên đi lên này các bạn cho nó nè các bạn. Rồi nhập vào tuôn qua được cái máy nè. Du động nhập vào hình ảnh cái gì. Xe taxi cho ta. Đây đúng không ta. Rồi bấm bấm verify nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Bấm continue. Tới boot này nữa nè. Tới boot hoài không biết nữa. Rồi các bạn nhấp vào tôi không phải là cái máy nữa nè các bạn. Rồi bấm vút nè. Rồi với vút gì xong phải không? Rồi các bạn. Tiếp theo thì bạn địa chỉ bên bi sẽ mang trên bé thêm 10 trên YouTube Black của mình nè các bạn. Cho bạn copy địa chỉ nha. Bạn dán vào đây nè. Rồi bấm continue nha các bạn.
Rồi tiếp tục. Dán CBC continue. Rồi tiếp tục bằng gì lấy ghép mình chia sẻ trong bè những cái thằng nó kiếm tôi cần các bạn. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.